Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Nhân Giả Đồng Quê. Hôm nay là được chị giấu tên, Diền có làm 50 phần cơm chay với lại 50 phần chai nước sâm. Chị muốn gửi tặng để hồi hướng công đức cho mẹ. Đó, thì cơm chay thì hôm nay Diền làm thịt sở lụi, thêm cải thìa xào, mắm ruột, ăn cho đỡ ngán cả nhà. Giờ mấy chị em vận chuyển ra ngoài đường để gửi tặng cho bà con luôn nha. Thì em cũng gửi lời cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Chúc chị thật nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ hết nghe chị. Đó, hôm nay thì nước lũ rất là nhiều luôn á ông bà cô chú ơi. Bữa nay là cái chạy đi nó ngập, là có thể là mình đi ở trong xuồng á chứ mình không có lội nước được nữa. Xuồng là vô tới chạy luôn. Bữa nay ở sau nhà của thím Sáu Diền là cũng bị ngập luôn. Năm nay nước nhiều ẻ ơi. Cọp là nó ngồi nha, nó gên xong nó đậu đi á. Trời, ngay luôn. Đâu có ngay, ngay. Bánh xe của ai? Này. Tới ngập cái đường đi mà nó còn ngập nữa nè cả nhà ơi. Miếng đất của cha Diền nè, kiểu này làm gì trồng gì được. Phải bữa hổm xuống bá hạnh bá gãy là thấy bà luôn lụm rồi mấy mình. Và lụm hên khúc mà hên đi gơi luôn á. Trồng khúc trong này ha. Đúng rồi. Bữa hổm á là Diền tính xạ rau hay là ba cái hành của mẹ đó chiết ra trồng dâm. Hên quá. Con nước này là xong rồi đó nghe cả nhà. Con nước rồi đó hả? Rất là hết rồi. Hết mùa nước nổi rồi đó. Tới cái mức nào rồi nó ngưng hoài, nó tới khi bữa nay là 15 phải không, ngày mai 16, 17 là nó còn nhiều nữa. 17 là kéo xuồng nhảy khỏi bờ luôn. Nhảy khỏi bờ. Bơi xuồng chạy văn lứ luôn. Thông cả sáng hết bộ đồ rồi. Té. Té cái bành luôn. 41 giờ nữa nha. Chứ đang ôm cái cột mở tay hết văn rồi nó bật ra cái bành hết dấu hết dấu. Em nói mà tư chết luôn rồi. Tự nhiên cái nghe chị la. Trời ơi, ướt rồi, ướt cái điện thoại rồi. Ủa vậy trời. Hèn chi bữa nay đâu có điện em sớm được. Thôi rồi, tới ngoài rồi Diền sẽ tìm chỗ để dọn hàng để gửi tặng nha. Cơm chay chú Năm ơi. Dạ cơm bà Tư ơi. Dạ. Thì cơm hôm nay là có mắm ruột nè với lại cải thè. Chị cơm chay nè chị. Chị cơm nè chị. Dạ. Cơm chay nè. Thịt sở lụi. Cái này ăn chay mà. Tôm mà. Chờ con xíu con chuẩn bị đồ cái nghe bà Tư. Đó. Cơm. Rút một ít ra bảy để lên cái xài thôi. Ừ. Ở đây không có bán mắm ruột hả? Dạ không, không bán ngày hôm qua rồi. Tưởng tưởng cơm thịt cũng chưa làm giống giờ con giống cơm thịt. Cái cơm thịt hả chị? Dẫn con đi ra. Thịt lụi ba. Dạ thịt lụi nướng. Cơm nè chú. Ba cơm chay anh ba ơi. Dạ. Ôi nhìn thấy giống thịt bởi vì chạy luôn á. Chạy luôn á. Gan luôn có chai. Cơm có chai. Có luôn cơm chai nè. Dạ. Chị làm cái gì cũng ngon hết trơn. Dạ. Ăn bữa đi. Hôm nay mình có cải thè. Bữa nay đổi món nha. Hỏi chị. Nè, sở lụi với lại mắm ruột. Hôm nay là mắm ruột là ăn là đỡ ngán dữ lắm luôn. Ngoại nó khoái ăn cơm chay. Dạ. Rất là hấp dẫn. Bà Tư cho bọc bọc qua chị đưa qua đây nè chị. Thôi nè con gửi bà Tư qua lấy giùm con chai nước sâm nghe bà Tư. Rồi cảm ơn nha ba cô. Dạ. Ba cô cảm ơn và có chú quan trọng cảm ơn. Cảm ơn. Chú đó lương cao quá, không có cho không có cảm ơn. Ai cho em gửi rồi chúc chị ngon miệng mua mau bán đắt luôn nha. Dạ mới dọn ra hơi lu bu xíu. Chị coi bên đó phủ cái vụ muỗng luôn chị. Nói cho có cái món mắm ruột này là ngon rồi hả ha. Rồi cho con gửi chú. Mắm ruột cảm ơn dạ. Lấy chai nước sâm giùm con luôn chú. Nước sâm luôn anh ơi. Mắm ruột cái này nước sâm là ăn khác rồi. Ăn khác một phần nghe nha gì. Dạ dạ. Dạ. Nước sâm luôn. Chết nước sâm anh. Anh sao nghe ai kêu. Ai kêu chị Năm rồi. Ăn cơm. Thôi đi. Chị để vô cái bọc luôn đi chị. Cái bọc dễ sắp luôn.
Hôm nay là được chị Gấu Tên gửi tặng ăn lấy thảo. Quên nãy đây quên để mở hạnh. Thôi không sao đâu. Rồi cô bước qua đây nè cô. Cô qua bên đây xếp hàng này giùm con nè, cô đứng đó không có đâu. Qua đây nè, qua đây các bạn. Qua đây nè cô. Cô đứng đó thôi là cô uổng rồi. Rồi giờ lấy xong cái mình lấy chai nước xăm luôn nè mấy cô ơi. Đứng đây nhắc thấy được. Đúng rồi. À gì hả? Mặn lắm nha. Cảm ơn nha. Rồi ăn mặn thêm nước mắm nữa. À. Tôi chứ hai. Cô này đi. Cho cô chị Châu gọi đi cho cô này đặng cô đi đồng. Dạ. Dạ cô lấy chai nước đặng cô mấy nào hết rồi biết liền hả? Cơm chai năm ơi. Chế mở hành vô. Chế mở hành vô. Rồi. Dạ rồi. Đừng để lên chồng thịt nữa. Chồng thịt chắc không được. À, ta gấp không được để chồng lên hoài. Dạ. Cung trai. Từ 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 đừng gấp đừng gấp quên mở hạnh nữa. Quá ngon. Nó để muỗng vô nghe. Rồi cô Châu đi đặt. Rồi rồi chúc cô ngon miệng luôn, qua lấy nước giùm con. Đúng đó có mở luôn đó. Rồi cho con gửi luôn. Rồi lấy chai nước. Chúc chú Ba Dê ngon miệng luôn nha. Chết luôn, chết dành luôn. Chết dành luôn. Ai kêu nuôi vậy hoài chứ khác kêu chứ sao. Sao giờ. Cơm trai nè người đẹp. Cơm trai nè. Ghé đi hả đi. Trời ơi, đừng hỏi, không hết rồi. Rồi, lấy cho chai nước, chúc chú Năm ngon miệng luôn nha. Con thịt không nè, thịt lụi nè. Thịt lụi. Thịt lụi có mỡ, cục mỡ nè. Rồi, đó. Dạ. Cái khu vực này là khu vực của Viền cho nên là biết người già cỡ này nước nôi đi không có được cả nhà ơi. Cơm nè trai gõ ơi. Tắm luôn, té luôn, té cái ảnh xuống sông luôn. Chị ơi. Cơm trai cô ơi. Ơi, điện thoại đó đi hấp nóng. Trời đem lên nước, đem đi phơi nắng rồi. Để không im thì chưa đi sấy. Sấy không được. Giật luôn. Rồi, chúc Năm ngon miệng luôn. Chị qua đây nè chị. Bước qua mấy người đẹp ơi. Bước đi. Mình cầm chai xăm sẵn đi, cái có cơm cái mình để chung vô với hộp cơm luôn. Diễn nha. Cầm chai xăm xong mình trở lại. Mở hành nè vô. Rồi, chúc cô Hai ngon miệng luôn. Cảm ơn nha. Ít hả? Ờ, con dì Mai ơi. À, ý lấy hỏi gì đó không có không được. Dạ. Dạ 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 không sao. Rồi. Dạ. Rồi. Rồi. Con dì nữ đây nào không? Em có hộp nhỏ hả? Cho đưa. Ok chị bà Sáu nè. Ờ. Ta không có chịu ăn không, nước. Không ăn gạo không có gạo. Chịu ăn chất bột nhiều ta sợ mập từ 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 không. Từ này không ừ đó đó ừ đó đi ừ đó ừ mấy hạt không của mình đừng có để gạo này nha cái dạ không mua hạt mà không bọc rồi cảm ơn nha rồi chúc ngon miệng luôn mình ăn gì lạnh lấy gạo xanh dạ có bọc rồi. Rồi. Dạ, rồi chúc cô ngon miệng luôn. Cơm chay nè chú. Muỗng với bọc đằng kia. Để đến mở hành nha chị. Không mở hành, dạ rồi. Mình có thể cầm chai nước xăm trước rồi cái mình lại mình nhận cơm rồi là xong khỏi quẹo lại. Lên rồi. Dạ, không cô ơi, mỗi người một phần giùm con nha. Chị đứng chị. Chỗ xin cho bằng rồi. Đấy, chị lượng nước chị ó lên tới cằn cổ luôn đấy nước sáng bữa nay hơi nhiều á
rồi mắc tăng quần gì đi để hơi ướt nữa lạnh. Giờ tới đây mà còn đòi nước nữa. Rồi chúc em ngon miệng luôn. Rồi bà con cô bác nè, tao có ăn cơm chay nhắn xuống nghe bé là đẹp. Dạ. Rồi cho bà ba đợi bà hai nha với bà ba. Ừ, bà đi vô nhà hết rồi để cho bà hai nó xuống. Cho hai. Rồi chúc gì ngon miệng luôn nha. Rồi có nước mắm chút anh Nghĩa. Dạ có rồi. Anh Nghĩa ơi. Cải xanh vô là ngon chưa? Dạ. Ngon không nghe. Cảm ơn nhiều. Rồi chúc ngon miệng luôn. Cô bác chị em nào có ăn cơm chay nhắn xuống nha. Chỉ xuống nha chị ta. Cho con tôm. Cơm chay. Cho con tôm luôn á. Rồi chúc chị ngon miệng luôn. Rồi. Rồi. Dạ. Rồi chúc chú ngon miệng luôn. Cơm thịt đun cục mỡ hấp dẫn. Rồi chúc chị ngon miệng luôn nha. Cơm chay chị ba. Cơm nếm ba. Cơm chay hay đi chợ. Xong về mình ngồi mình cà phê mình ăn cơm chay luôn. Cơm chay đi bà con cô bác ơi. Cơm chay nha. Ăn xong là lỗ đầu. Cơm chay nè chị Năm. À, cơm chay. Cơm nè. Bác Năm. Mở hành chưa? Dạ. Yeah. Quên hoài vậy. Rồi, dạ chú Thím Ba ngon miệng luôn. Ghét, em sẽ để phía trước, em không để phía sau nữa. Ô, về đô. Về đô. Đắng nắng quá. Cơm chay, cơm chay. Cơm nè bà Sáu ơi. Cơm chay. Ăn cơm dạ. Tiệm hết đi. Nay ăn cơm tiệm đi. Dạ. Không phải chính nắng. Ở đằng kia nắng quá. Nắng về chỗ. Về chỗ, về chỗ. Nãy nó thấy hình như nhớ rồi nè, nó uống ngủ cái gì đâu mà đâu quên ta. Ừ. Ừ. Bia rồi. Rồi. Để chai nước giùm cho chú Hải luôn. Mới có ngậm ngáp hả bà Sáu? Rồi, chúc chú Hải ngon miệng luôn. Chân chỏi Hải ơi. Chân chỏi, chân chỏi. Bà con cô bác ai có đi mặn mà chưa có ăn sáng thì chỉ cho nha chị. Rồi lấy chai nước luôn. Rồi cảm ơn bà nha. Rồi chúc ngon miệng luôn. Chai xăm lại là tôi lãnh đó nghe. Ăn có nước uống luôn. Cơm chay ơi. Nấu cơm nhà. Dạ. Chai này chú Quân ơi. Đây bà Sáu đây. Dạ con chúc nha bác. Rồi cảm ơn luôn. Nay bốc có đi hái rau không? Đó. Rồi chúc bà ơi sáng không miệng luôn. Ra ngoài nước nhiều quá con thẳng đi. Dạ. Muốn ngạt được. Thôi đi bà vậy. Rồi. Cảm ơn luôn. Dạ chúc bốc ngon miệng luôn nha. Bữa nay chơi chiêu mới nha, vừa xe đẩy mà vừa bàn luôn. Giờ xe là lưu động. Muốn đi là liền hai cái bàn lên là đi. Chú ơi cơm ăn đi bán nè chú ơi. Nhận cơm chay ăn nè chú ơi. Bán hộp cơm là no. Dạ. Khỏi tốn tiền. Bữa nay với số lời hơi nhiều chút. Tại muốn có đồ ăn nè. Thấy thèm hả bà ba? Trời ơi tóc xe đi liền. Ấm chịu canh tương. Dạ. Trời ơi bà chạy bà thở kìa. Thở thịt hạt
Dạ chờ con xíu bà ba. À, cho chú đi bán chứ. Rồi chờ con xíu đi bà ba. Tới ngay. Về cái xe ẩm ăn mà cái mưa bà ba ăn hộp ẩm hộp. Dạ. Thấy dở ra thấy thèm quá không này. Dạ rồi, chúc bà ba ngon miệng luôn. Lấy chùm con chai nước luôn bà ba. Đây. Để cho bà ba quay đầu lại con ơi. Đây. Ơi, cơm chai đây. Cảm ơn tất cả hết. Dạ. Bà con ngoài thành phố đây. Đậu ngay đây à má. Xin tì lại đấm giò luôn. Đau quá. Cơm chai nè chị Quyền ơi. Út ghé lấy cơm nè Út. Ở đây vắng rồi không xuống đâu. Ở đây rấy liền không chịu. Về đi học luôn. Đi học chị lấy chai xong luôn nha. Để con trễ đi học. Ở đây nè chị bước qua chị ốt kìa. Ngân hàng chạy sập nè. Lấy chai xăm được. Sắp làm đôi luôn. Rồi, chú Út ngon miệng luôn nha. Rồi, ở chỗ này ăn kêu chạy xuống nha Út. Kìa, bới đi chú bán vé số đó. Hay ăn con tôm không cho hai con tôm. Tương là hai chai đẹp. Rồi cơm chai nè Út. Hai kêu hai chai đẹp mà. Lại cơm rồi. Khỏi mời. Cảm ơn. Con gửi cho anh Quy một phần luôn nghe bà Năm. Bé ghé lấy cơm nè con. Con ăn cơm chai không? Ghé lấy cơm nè đi bán. Con bán vé số đúng không? Đây đằng này hết rồi Năm ơi. Để chị rồi. Đây. Rồi, cảm ơn nhiều. Rồi. Dạ, chúc Năm ngon miệng luôn. Rồi. Con. Rồi, chúc con ngon miệng luôn. Dạ. Đi mặn về đói. Chai nước xăm đi anh. Ăn cho không uống luôn. Dạ. Luôn, ăn là phải có uống. Cơm chai nè chị Hai. Rồi, cho con gọi chú luôn, chúc chú ngon miệng luôn. Dạ. Anh Lắc. Cơm nè. Cơm chai. Tới đây luôn đi. Trước luôn đi, đưa cho. Ừ. Tặng hộp hả? Này em tặng lấy Thảo nha. Để xăng luôn. Xe tắt rồi để không được. Đủ được. Thôi ghé lấy cơm chai ăn nè. Cơm chai. Lấy giùm chai nước luôn anh Lắc. Rồi cảm ơn nhiều nhiều luôn. Dạ. Rồi cảm ơn luôn. Chắc chưa thấy là dạ cũng chưa sợ. Thôi mẹ ăn chay cho mẹ ăn hộp được không? Dạ không cảm giùm con không, đi cô. Cho ít không dạ. Có giùm được. Có mặt thì là chị cảm ơn. Dạ. Ừ.
Rồi qua lấy giùm con chai nước sông luôn. Cảm ơn luôn nha. Dạ rồi, tư ngon miệng luôn. Cơm chai bà con, cô bác ơi, cơm chai đây. Viết cho nó gọn lại khó. Trời ơi, hai vợ chồng tình đi ghê không? Đi xe đạp, đi nhà là tôi như ông bảy, tôi như ông bảy này chứ quên. Giết lên, để hết, giết lên. Dâng lên. Con trai đây. Trời, hai ông bà tình quá ha. Uống đi, làm chạy xe bắt con chở. Dạ. Chị lấy chai nước xong đi, đặng mình để với tôi. Tương hả bạn? Dạ tương. Đà tương với bạn. Tương mà, dạ, mà tương. Nè, thịt xó lụi đúng nè, cục mỡ. Đây đây bọc với muỗng thằng này bảy ơi. Có sẵn ở đây rồi, để hộp vô là xong. Dạ. Rồi xin đây. Xin hộp nữa được không? Dạ. Không, không, không. Có mặt cứ lấy. Có mặt mình lấy. Này bỏ chung hết đi. Dạ bỏ chung. Bà Bảy muốn chung chung, muốn riêng riêng. Bà Bảy thích sao làm gì? Bà Bảy lấy. Tao bắt coi mấy clip mẹ Bảy quá trời. Dạ. Rồi cảm ơn ông Bảy. Trần ơi. Ông Bảy nhớ like cho con nhiều nhiều chút nha. Bấm like gì không? Bên cái bàn tay đưa lên quán gì nè. Like gì đó. Đâu nó là like làm chứ, ổng đâu. Like gì hả? Dạ. Là like đó hả? Dạ. Nó thiệt à, nghe quán nó chơi. Dạ, con nói thiệt mà. Đi về chơi quẩy đó. Dạ. Đưa lên gì nè. Dạ, con nha. Vô đó hả? Dạ. Trời. Ông mấy con có ngày mà cứ biết đâu vô. À, chúc ông Bảy và Bảy ngon miệng luôn. Này là còn có mấy phần nữa là hết rồi. 2, 4, 6, 8. 8 chai. 8 phần nữa là hết rồi cả nhà. Tương chở tôi đi gì đó quay. Chở rồi đẩy là lên núi. Ông nói gì nè, về già em chở đi xin gì đó. Ơi. Chị đó, mời mốt kêu chiếc xe đạp đi nghe, là anh kêu anh à, chị xe đạp người chở, người mình bưng đồ đi bán. Đúng rồi. Em nhẹ có nặng đâu, anh chở đi, nó chở không có nổi đó đi. Cơm nè em. Tài lại đó. Đây. Mốt đi đấy. Họ mốt cái tôi đạp tôi chơi chở bảy nha, bà bảy chở tôi đi, bà bảy nặng hơn chở tôi chở lần chở làm gì, chở đi xin hẹn sáng mình, đi bán dài dài. Lâu hết sức lâu mới gặp dâu ha. Dâu đâu, con dâu đâu đó. Ừ. Nữa về chung nhà con có né mẹ nữa không? Đúng rồi, dâu. Nghe nói ốc nổi cục cục ngà ơi. Nghe tôi nổi không? Lâu mới được tương. Sao ổng ăn tương quá chút xíu. Rồi, chút sáng ngon miệng luôn. Cảm ơn. Dạ. Không được thì thôi. Dạ. Mỗi người một phần hộ con. Trời ơi, giận quá. Đây, mình xin hộp cơm giờ mình cho xin lại trái mặn được không? Có vụ mà ngược lại nữa hả? Rồi, chúc con. Rồi. Cảm ơn bà chồng với trời. Trời dặn đi luôn trời. Dặn đi luôn. Rồi, bới tiếp đi. Xuống cũng lai gai từ từ vậy đó. Ủa bọc muỗng rồi đi thảy qua bảy. Chị. Cơm chị ơi. Mấy cái sầu này là ở sau là hai cục mỡ không, bởi vì nó uống lộn. Tại nó bệnh nó đi không được. Nhớ chế mỡ hành nha. Nhớ chứ. Để trước mặt là không có quên. Rồi em gửi chị luôn. Chai nước nè cô. Để muỗng vô cho chị. Rồi. Chai gái bầu phải nhọn quá à. Ghê. Vàng xanh ha. Được mấy đứa rồi anh Tiến. Hai đứa này. Vàng xanh chưa? Để vàng xanh rồi. Rồi chúc ngon miệng luôn. Cơm nè chị. Chơi người đẹp ơi. Trời, bảy canh hay quá ha. Vừa nồi cơm luôn.
Hay quá bảy ơi. Cái đít lại mấy mình em. Chứ cái đít đóng lớp ở dưới. Trời cười. Trời cười. Hai mình quen sao cười. Tóc chỉa chỉa chứ kìa. Kìa con lại con nhận cơm. Qua đây nè con. Đây, bọc nè, bỏ hai chân. Nè, bỏ vô. Nè của con nè. Nè của con nè. Cảm ơn. Rồi con cảm ơn. Ơi quá giỏi. Cảm ơn. Cảm ơn con. Cảm ơn nhiều nhiều không? Nè con cầm đây không rớt. Cầm nổi không? Nổi không? Nổi không? Đứng hình luôn với cái mâm thịt chứ gì. Gì hả? Ăn chay. Trời ơi. Cũng có duyên lắm ăn chay. Có duyên lắm à. Luôn á. Bà đút thịt ra là nó nhỏ ra, đút cá nó bún mà bún cua cũng ngon. Gì hả? Trời ơi. Rồi chúc hai mẹ con ngon miệng luôn. Chay đi. Trời ơi, bà lớn mà ăn chay rồi. Còn hết sức lâu mà còn nói tiếng còn tiếng dữ nha. Còn hộp nữa hả? Dích cầu gom cháy. Rồi để ý gom cháy luôn. Rồi. Lấy giùm em chai nước luôn chị. Làm là làm cơm cháy đó, hiểu không? Chứ không có làm cơm nạc. Thịt đó. Hiểu không? Hiểu chưa? Là mình xin cái bánh cơm cháy đó đó. Cơm cháy. Cơm cháy. Cơm cháy. Rồi cho em gửi luôn. Cảm ơn. Lấy chai nước luôn giùm em ha. Rồi bỏ chai nước qua đây luôn đi bảy. Rồi chúc chị ngon miệng luôn. Còn một phần cuối cùng coi ai xổ số được nghe cả nhà. À, vậy là dư được có 2 sâu à. 3 sâu được 3 đứa. Cho không có cho quay phim nhịn đói. Tại vì á này mình làm mình cũng không có kiểm nữa. Làm thí vậy đó. Canh canh. Canh canh phí. What? Cô Năm, cơm chay. Cơm chay. Ôi, trời ơi, thắng từ từ thôi Năm. Dữ dạ. Năm thắng cái muốn chuối nhủi luôn á. Cho em mượn bởi vì không biết ý. Dạ, qua đây luôn nè Năm ơi. Đây nè, đây nè. Còn một hộp cuối cùng còn dành cho Năm. Hộp cuối cùng. Bọc một ha. Dạ, rồi cảm ơn Năm luôn nha. Chúc Năm ngon miệng luôn. Rồi thì hôm nay á là 50 phần cơm chay với lại 50 chai nước sâm Diền cũng đã thay mặt cho chị để gửi tặng cho bà con xong rồi đó. Thì một lần nữa cũng gửi lời cảm ơn đến chị rất là nhiều luôn nha. Chúc chị và gia đình lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe. Diền cũng cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn á xem video thật là vui vẻ luôn. Giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, bye, bye cả nhà.